Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, tại sao bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 5 âm lịch? Xem tử vi trong tháng 5 âm lịch này sẽ giúp cho bạn nắm được những thông tin có liên quan đến vận mệnh của quý bạn trong tháng 5 âm lịch này. Trong đó có cả những khó khăn, cũng có cả những thuận lợi và có thể sẽ đến với bạn trong thời gian sắp tới đây. Với phần ngựa giải tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 5 này, sẽ có thể bạn sẽ có được những kế hoạch để phòng tránh những khó khăn và vận dụng những thuận lợi sao cho hợp lý nhất để chúng ta có thể đạt được mọi mong muốn trong cuộc sống của tuổi Nhâm Ngọ. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải về tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và vận dụng. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và người Nhâm Ngọ nói riêng là người luôn luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Nhâm Ngọ sinh ra để gánh vác công việc cực khổ. Họ là người không bao giờ thừa nhận thất bại, họ chiến đấu đến cùng chỉ cần bản thân mình còn có thể. Không hành động thì thôi. Người tuổi Nhâm Ngọ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Tháng này rất có lợi cho công việc học tập của gia chủ Nhâm Ngọ. Mọi mưu sự toan tính đều dễ bề thực hiện, mọi việc khó đều được người giúp cho nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Những người tuổi Nhâm Ngọ bước sang tuổi 21 trong năm 2022, một số bạn ở độ tuổi này vừa bước vào xã hội đã bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội với tiểu nhân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cần đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đừng hở chút là cãi nhau, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thất sát, nghĩa là thiên quan. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không mong muốn. Khi gặp chuyện bình tĩnh nên đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Ngọ năm 2022, người sinh năm 2002 không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này. Bạn không thể ngồi chờ thời cơ đến với mình mà cần phải tích cực chủ động hơn trong việc tranh thủ cơ hội. Khi được giao những nhiệm vụ khó khăn, bạn không nên rút lui và trốn tránh mà cần đứng ra nhận hết trách nhiệm, bởi đó chính là cơ hội để bạn rèn luyện và khẳng định giá trị bản thân. Trong thời điểm, một số người có thể lựa chọn đi học cao hơn và điều đó cũng có ích cho sự phát triển của tương lai của bạn. Dù đôi lúc bạn gặp phải áp lực khá nặng nề nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ qua. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này đường tài vận không quá hanh thông, có thể gia chủ sẽ không đạt được những kết quả lý tưởng như dự tính ban đầu. Song nhờ có sự thông minh và tài giỏi, bạn vẫn có thể thu về cho mình một khoản tiền nhất định. Người làm công ăn lương có mức lương ổn định, nhưng nếu muốn thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống thì cần phải cố gắng nhiều hơn. Người tuổi Nhâm Ngọ có một cuộc sống khá ổn định, mức lương hiện tại có thể chưa phải là cao, nhưng nếu biết cân đối chi tiêu bạn vẫn hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 2002 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Trong tháng có hung tinh, bản mệnh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, vì vậy cần hạn chế ra ngoài, tụ tập vào ban đêm. Cần chú ý đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi. Nhắc nhở người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng này và trong năm này hết sức tránh việc hành động vội vàng, nóng nảy, kẻo sinh sự thị phi. Điều này không những ảnh hưởng đến uy tín danh dự mà còn khiến cho sức khỏe thể chất và tinh thần sụt giảm. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng nên tự lượng sức mình, không nên cứng đầu cứng cổ, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của người khác. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia chủ được các tinh chủ về đào hoa chiếu mệnh nên chuyện tình cảm có những bước chuyển biến nhất định. Dù là nam hay nữ, bản mệnh đều dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Đối phương có thể là người thường xuyên giúp đỡ bạn trong công việc hoặc là người có ý định tiến tới với bạn. Bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đến quyết định cuối cùng, không nhất thiết phải vội vàng đến với ai bởi vì bạn vẫn còn trẻ và còn có rất nhiều cơ hội lựa chọn khác nhau. Trong gia đình, bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người, đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, có nhiều khi bạn vẫn cần phải chú ý lắng nghe góp ý của người lớn tuổi. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Ngọ, lục hợp mùi, tam hợp dần và tốt thành hỏa cục, xung tí, hình ngọ, hình dậu, hại sửu, phá mão và tuyệt hợi. Đối với những người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 5 năm 2022, tức ngày 4 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 5 năm 2022, tức ngày 11 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 5 năm 2022, tức ngày 23 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi cho những người tuổi 2002 Nhâm Ngọ trong tháng 5 âm lịch. Qua đó, quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 5 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên chương trình.